Hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận trên Facebook từ một thông tin thiếu kiểm chứng có tiêu đề hai nữ sinh hiếp dâm nam thanh niên đến tử vong đang xôn xao dư luận trong nhiều ngày nay. Còn hai nữ sinh bị tố oan thì ngã ngửa không biết thông tin đó từ đâu ra. Ai là người đứng sau thông tạo ra thông tin bịa đặt trên? Nguyên do là trong tin có kèm theo hình ảnh hai nữ nghi can là Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 19 tuổi và Nguyễn Thị Thu Hà 20 tuổi cùng ngụ xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã hiếp dâm làm anh Phan Minh Vũ 25 tuổi ngụ cùng quê tử vong. Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng, hai nữ sinh chỉ biết tìm mọi cách đính chính thông tin trên các trang mạng xã hội để bảo vệ danh phẩm của mình. Đó là được tụi em đi chơi và chụp lại và đăng lên trên Facebook á. Nhưng mà nó rất lâu rồi, cũng không ai nhớ tới nó nữa. Nhưng tự nhiên khi xuất hiện bài báo đó thì lại có người lấy cái tấm hình đó lên và bỏ lên trên cái kênh đó. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó không đúng với tên trong bài viết, là một tên khác. Nhưng mà người trong ảnh chơi ở bên nhà của chị, bên phòng của chị á, thì nghe anh hai á, mới gọi về. Anh hai kêu á, là đi về đây coi cái gì trên Face nè. Xong em mới về và coi, em mới bắt đầu lên mạng thì em mới thấy cái bài viết đó đang được lan truyền rất là nhanh. Lúc đó thì em không còn suy nghĩ được gì nữa, em chỉ biết là nhờ anh hai giúp em á, là coi thử cái trang này nó xuất phát từ đâu, cái bài này tại sao nó lại có. Nhưng mà không có tìm, bây giờ chỉ thấy được lượt chia sẻ của mọi người thôi, nhưng mà không có tìm thấy được người đã đăng lên. Anh em có lên cái trang web đó và xem, và có viết một cái bài lại á, đính chính nó không phải là tin thật. Cái bài này á, ai cũng có thể viết trên trang đó và có thể đăng lên. Chỉ có những người mà có ý đồ xấu thì họ mới suy nghĩ rồi họ chọc phá em như vậy thôi. Lo lắng, bất an là nỗi niềm mà hai nữ sinh đang phải gánh chịu từ một thông tin từ trên trời rơi xuống. Giờ đây, hai nữ sinh này phải đấu tranh tư tưởng để bảo vệ cho chính bản thân mình. Vậy ai là người đăng thông tin sai sự thật? Người đó sẽ bị xử lý ra sao? Theo luật sư Hoàng Thị Thảo, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, trong trường hợp này thì người đăng thông tin bị đặt trên có thể đứng trước bản án tù 7 năm. Có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự, trong trường này có thể bị phạt cảnh cáo hoặc là cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp này là theo như tôi thấy là có hai nữ sinh thì sẽ áp dụng cái khoản 2 của điều 122, thì tức là ảnh hưởng đến nhiều người, tức là vu khống đến hai nữ sinh, thì cái hình phạt trong trường hợp này là từ 1 năm đến 7 năm. Ngoài trách nhiệm về hình sự thì chiếu theo quy định của điều 611 của Bộ luật dân sự, thì trong trường hợp này thì cái người cái thực hiện cái hành vi phạm tội thì còn có phải có cái trách nhiệm bồi thường về những cái thiệt hại đã gây tổn hại ra cho người bị hại, như là những cái chi phí để khắc phục những cái thiệt hại đấy, rồi bồi thường những cái thiệt hại về mặt tinh thần đã gây ra cho cái người bị hại. Trong theo quy định pháp luật thì cái số tiền đó, bồi thường thiệt hại thì có thể là không quá 10 tháng lương tối thiểu theo như quy định của nhà nước. Đó là bản án thích đáng cho những kẻ vu khống ảnh hưởng trực tiếp đến nhân phẩm của hai bạn nữ sinh. Vậy hai bạn nữ sinh cần làm gì để bảo vệ quyền lợi trước pháp luật? Nếu hai bạn nữ sinh như thế thì trong cái trường hợp này thì đầu tiên mình phải bình tĩnh. Mình phải thu thập được những cái thông tin, những cái trang báo, những cái trang Facebook và đưa những cái thông tin về cái sự việc ảnh hưởng đến cái uy tín, ảnh hưởng đến cái danh dự của mình. Sau đó trong trường hợp này thì mình chưa xác định được nguồn gốc phát sinh ra từ đâu, thì mình chỉ cần tập hợp tất cả những cái thông tin rồi sau đó viết một cái đơn trình báo gửi tới cơ quan công an có thẩm quyền, yêu cầu họ rà soát thông tin, kiểm tra, tiến hành điều tra xác minh xem cái thông tin này và xác định được cái người phạm tội ở đâu, sau đó thì sẽ thực hiện theo quy trình tố tụng làm theo quy định của pháp luật. Mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi. Trước các thông tin trên, người dùng nên tỉnh táo và nhận biết nhằm loại bỏ và ngăn chặn được những mặt tiêu cực của nó một cách đúng đắn để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.